Nhập môn hình học không gian, đa phần các em không nhìn được hình, không biết xác định nét liền, nét đứt khi vẽ hình, cảnh nào cắt nhau, không cắt nhau, không hình dung ra được nó nằm trong không gian 3D như thế nào, nên thấy hình học không gian khó. Video này phần nào giúp các em giải quyết vấn đề trên. Phương pháp 1. Tìm giao tuyến giữa hai mặt phẳng trong không gian. Bước 1. Vẽ hình. Bước 2. Tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng. Cơ sở của phương pháp. Ta có định lý. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một điểm chung khác nữa. Tập các điểm chung đó nằm trên một đường thẳng được gọi là đường giao tuyến của hai mặt phẳng. Ta đi vào ví dụ minh họa phương pháp. Cho hình chóp SABCD. Đấy là tứ giác ABCD có các cạnh đối không song song với nhau. Tìm giao tuyến của các mặt phẳng sau: SAC và SBD, SAB và SCD, SAD và SBC. Bước 1. Vẽ hình. Đầu tiên, vẽ tứ giác ABCD có các cạnh đối không song song với nhau. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng chứa tứ giác ABCD. Từ điểm S nối lại với các định của tứ giác ABCD, ta được hình chóp. Nguyên tắc vẽ hình, cạnh khuất thể hiện là nét đứt. Vậy, cạnh nào là nét đứt? Quan sát video. Như vậy, cạnh AD bị khuất đằng sau, nên cạnh AD là nét đứt. Bước 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng SAC và SBD. Đầu tiên, ta nối các điểm SAC để xác định mặt phẳng SAC và nối các điểm SBD để tạo thành mặt phẳng SBD. Sau đó, lấy bút khắc màu tô vào tam giác SAC và SBD để ta chỉ tập trung vào hai mặt phẳng màu xanh và màu hồng. Ta thấy ngay S là điểm chung của hai mặt phẳng SAC và SBD. Viết là: để tìm điểm chung thứ hai, hai mặt phẳng SAC và SBD. Ta thấy là hai mặt phẳng SAC và SBD có điểm chung là S. Nên ta bỏ điểm S ra, còn lại AC giao với BD. Ta quan sát hình, thấy hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm. Gọi điểm đó là O. Vậy, O là điểm chung thứ hai. Ta trình bày là: gọi O là giao giữa AC và BD. O thuộc AC. AC nằm trong mặt SAC nên O thuộc mặt SAC. O thuộc BD. BD nằm trong mặt SBD nên O thuộc mặt SBD. Vậy O thuộc giao giữa SAC và SBD. Nên ta có giao tuyến của hai mặt phẳng là SO. Câu B, tìm giao tuyến giữa hai mặt phẳng SAC và SCD. Hai mặt phẳng này đều có chữ S nên S là điểm chung thứ nhất. Sau đó ta bỏ điểm S ra, còn lại AB giao với CD. Hai đường thẳng này có cắt nhau không? Ta quan sát hình. Do tứ giác ABCD có các cạnh đối không song song, nên kéo dài AB và CD, nó cắt nhau tại một điểm, gọi là Y. Vậy Y là điểm chung thứ hai. Ta trình bày là: từ đó Y thuộc SAB giao với SCD. Từ hai điểm chung, ta nối lại được đường giao tuyến của hai mặt phẳng là SI. Ta quan sát hình để thấy rõ hơn đường giao tuyến.
Câu C tương tự câu B nên các em tự làm để thực hành nhé. Trên đây, thầy đã trình bày chi tiết các bước làm bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong không gian. Khi thành thục rồi, các em có thể làm ngắn gọn hơn.